Chín đây. Sao? Trời ơi, cái này ngon quá à, thiệt quá. Hầm phi thơm gì đâu luôn. Bà biết không, lần ăn cái gì á mà tôi không có hành lá, hành phi hay là tỏi rồi hay là đồ cay nữa, là tôi ăn tôi không thấy ngon à. Suốt ngày ăn hành hoài à. Thôi mà giờ nghĩ mới nhớ, tại bà My á nãy phát biểu linh tinh cái giờ làm mình bị thầy phạt thì chực nhực mệt muốn chết. Đúng rồi đó, nãy hả làm vệ sinh xong người tôi cứ ướt khô khô ướt hoài nè. Nè ăn không, ngon á. Trời ơi không có ăn ơi. Trời đã nóng được bực bội rồi còn kêu ăn hành ăn cay nữa chứ. Cái bà này em rất mấy hành vi của tôi luôn à. Trời đi. Trời ơi, chỉ vì cái miếng hành phi tí xíu nhưng mà bà nổi quậu với tôi hả? Chứ gì nữa, bà có biết là để được có cái bịch bánh tráng này là tôi phải xếp hàng biết bao nhiêu giờ không? Đã vậy hành phi của bà Tư vừa thơm vừa giòn vừa béo nữa. Mệt quá, đi qua nhà bà My lấy sách nè. Có mùi gì ta? Bà nghe mùi gì không? Cái mùi hành phi trong bánh tráng trộn nè. Phải đâu, tôi ăn bánh tráng trộn bao nhiêu lần là không phải nó mùi bánh. Đúng rồi, tôi ăn tôi biết. Đừng có ngửi nó coi. Gì vậy? À mù quá thồn mà, chứ cái trò gì. Trò hung cho điên gì trời. Trời ơi, coi kìa. Hôm nay làm gì mà cả hai người nhát cái cây luôn á. Trời ơi, quanh đây có cái mùi gì mà kỳ kỳ ta. Ông cũng nghe đúng không? Sao nghe. Trời ơi, tôi đứng đây tôi nghe nãy giờ luôn mà nói Hana không chịu tin à. Nó là mùi hành phi không hiểu luôn á. Thì nó mà không phải mùi hành phi nữa thì là do gió to nè. Thì mấy cái mùi đủ phương nó tụ về thôi. Nói chung là thôi, không cần biết mùi gì. Bây giờ là mình về nhà tôi ăn trưa đi. Xong tiện thể là mình giật tiếng Anh luôn, được không? Ê, được á. Chứ bây giờ tôi mà về nhà thế nào mẹ cũng bắt tôi làm việc nhà cho mà coi. Chắc tôi không đi đâu. Tại vì hồi nãy làm vệ sinh xong rồi người tôi rít rồi tại chắc là tôi phải về tắm. Trời ơi, mồ hôi thì đứa nào chả có. Đi. Đi, nó nhiều quá. Đi. Trời ơi. Cái mùi gì đâu mà bay tư ngoài kia vô trong nhà luôn được chứ. Chết luôn á. Ăn nha, ăn được. Ăn thoải mái trời. Quá ăn cũng nổi luôn. Chung là hôm nay tôi có chuyện này muốn nói với hai bà. Tuần sau là sinh nhật của tôi, mà cũng là sinh nhật của bà Hana đây. Có thể hai tụi mình làm chung ngày sinh nhật cho nó hoành tráng lên. Ý của tôi là như thế đấy. Bà thấy như nào, được không? Ăn đi bây giờ, ăn đi. Ăn đấy. Tôi đang bàn này có cái gì cứ nói đi. Thì được chứ, ăn đi. Càng đông càng vui chứ có sao đâu. Trời ơi, cái gì đâu mà Hana dạo này nó làm gì mà nó khép na khép nép. Trời ơi, thấy mà ớn luôn. Trái cây ngon hả? Thôi tôi xuống tôi lấy ít đá lên mình uống trà đá cho nó mát. Trời ơi, giờ này bắt uống trà nóng sao được, đúng không? Có gì ở lại nhá. Hana, bà bị sao vậy? Thật ra cái mùi hồi nãy bà với Winner nghe là mùi của tôi. Rồi tôi tin. Mà tôi cũng không biết sao luôn á. Có thể lần mà đổ mồ hôi là nó có cái mùi hôi vậy á. Thành ra tôi không dám đi với ai hết. Tôi cũng ngại. Giờ tôi không biết sao hết. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tang. Quà sinh nhật sớm cho bà đó. Mà chắc là tôi không đi sinh nhật đâu. Tại vì người tôi lúc nào cũng vậy mà sao tôi đi được. Nè, mở quà ra đi. Cái gì đi vậy? Có bông hả? Có bông sao mà hết được. Không. Mở đi. Mở nha. Refresh. Cái này là... Hay, bà có một người bạn có tâm như tôi là bà phải biết ơn đó. Tôi biết bà bị như vậy cho nên là tôi đã tìm kiếm, tìm hiểu, tôi search trên mạng. Xong rồi tôi còn thấy nha, mấy người trong lớp mình á sử dụng được. Cho nên tôi mua về dùng thử, hiệu quả lắm. Ủa, bà cũng bị giống tôi hay sao mà cái gì? Đâu có, tôi... Tại tôi...
Tôi sợ tôi bị giúp bà. Vậy mà cái này có hiệu quả thiệt không vậy? Xài xong rồi nó có hết liền không? Đảm bảo hết hiệu quả nè. Thấy thơm chưa? Đó, bà phải xài đi rồi bà mới thơm được như tôi. Đúng rồi. Cái này là mùi hương chiết xuất từ thiên nhiên và mùi hương nước hoa, cho nên là tha hồ lựa chọn. Bà thích cái nào lấy cái đó. Mà tôi thấy cái này nó có nhiều hương quá ha. Màu xanh rồi màu tím rồi. Vậy giờ tôi dùng luôn nha. Chưa. Phải về nhà tắm rửa sạch sẽ xong mình mới thoa lên. Tôi tắm xong có gì tôi báo tất cả cho bà nha. Cảm ơn bà nha. Được xong cơ sao không vui không. Tôi hết mùi rồi nè. Đâu có đâu, tôi thấy có mùi mà. Ủa còn mùi hả ta? Tôi nhớ hồi nãy ở nhà tôi xịt nhiều lắm luôn á. Hay là bà chờ tôi chạy về tôi xịt đi. Không, ý tôi nói là còn mùi thơm đó. Bà này mừng quá à, hết rồi. Nhưng mà thần kỳ thiệt luôn á. Bây giờ bà có thể tự tin và đứng trước gió. Chứ hồi nãy bà biết bà đứng trước gió làm tôi muốn. Nhưng mà tôi có thắc mắc một điều á, là khoảng thời gian trước á, tôi đâu có bị cái mùi cơ thể này đâu. Xong tự nhiên giờ gần đây nó bị mà tôi cũng không biết nguyên nhân là vì sao luôn. Mà tôi sợ nó cứ theo tôi hoài quá à. Giờ tôi phải sao đây, bà giúp tôi đi China. Tôi sợ cái này nó cứ đi theo tôi hoài quá à. Đi giúp tôi đi, nghĩ cách đi. Vậy phải sao? Bà phải để tôi nghĩ. Biết rồi. Sao vậy cái gì? Alo, bác sĩ ơi. Dạ, em chào bác sĩ. Em đang thắc mắc là cái vấn đề mà mùi hôi nói chung, còn cái vấn đề mà mùi hôi dưới cái vùng cánh tay nó riêng bác sĩ, thì nó xuất phát từ đâu ạ? Và tại sao từ lứa tuổi từ 11 đến 15 thì nó lại phổ biến? Thì chào hai đứa. Mùi của mỗi người á, mỗi người em sẽ thấy có một cái mùi riêng biệt. Mùi đó nó từ mùi mồ hôi của cơ thể mình. Thì ở mỗi người á, có hai cái tuyến mồ hôi chính. Đầu tiên con nít ra em thấy á, trẻ nhỏ đứa nào cũng có mồ hôi nhiều hết trơn á. Dạ. Nhưng mà nó lại không có mùi. Dạ. Thì lúc mà mới ban đầu á, nó sẽ có một cái tuyến mồ hôi mà nó tiết trực tiếp lên bề mặt da của mình luôn. Dạ. Là từ lúc mà mới sinh ra đó là đã có cái tuyến mồ hôi này nó hoạt động rồi. Còn đối với những bạn mà dậy thì á, thì có một cái số tuyến mồ hôi á, nó sẽ tiết ra cái nang lông. Ở những nơi nào á, mà có nhiều nang lông, nó sẽ tiết mồ hôi nhiều hơn. Thành ra ở những nơi, ví dụ như là ở vùng nách của mình nè, ở vùng bẹn nè, vùng ngực á, nó sẽ có cái mồ hôi, cái tuyến á, nó tiết ra nó riêng biệt hơn. Thì ban đầu ra nha, thì mồ hôi nó đều không có mùi hết trơn á. Nó ở trên da một thời gian, thì vi sinh vật ở trên da nó mới biến đổi, nó mới tạo ra cái mùi đặc trưng cho từng người. Thì tùy vào cái hệ thống sinh vật ở trên cơ thể của mỗi người khác nhau là một. Cái phân bố của cái tuyến mồ hôi của mỗi người khác nhau mà mỗi người sẽ có một cái mùi riêng biệt khác nhau. Vì cái lý do như hồi nãy chị mới giải thích với tụi em đó, là vào cái lứa tuổi dậy thì cái tuyến mồ hôi mà nó đổ trực tiếp ra nang lông á, nó mới bắt đầu hoạt động. Thành ra ở cái giai đoạn đó mình mới bắt đầu mới thấy là cơ thể nó có mùi. Hai đứa hiểu ha. Dạ. Vậy cho em hỏi là bây giờ mình làm cách nào để mình giảm triệt để cái mùi hôi ở dưới cánh tay của mình nữa bác sĩ? Thì có hai yếu tố chính mà mình phải quan tâm. Một á, là cái mùi hôi là đặc trưng của mỗi người, mình không có thay đổi được rồi. Cái thứ hai nữa đó là cái thời gian mà cái mùi hôi đó nó ở lại trên da của mình. Nó ở càng lâu, cái hệ vi sinh vật của mình nó biến đổi càng nhiều thì cái mùi nó sẽ càng nặng. Đối với những người mà tiết mồ hôi nhiều á, thì mình hạn chế cái thời gian mà mồ hôi nó ở trên da bằng cách đó là mình tắm rửa thường xuyên. Hoặc là mình giảm tiết mồ hôi bằng cách ví dụ như mình vận động mạnh, mình ít vận động. Hoặc là nếu mà mình vận động mạnh mình sẽ phải tắm rửa nhiều hơn, thay quần áo, mặc đồ thông thoáng, sử dụng lăn khử mùi thì nó giảm tiết mồ hôi. Thì cái hiệu quả chắc chắn của nó là như vậy. Thì phương pháp mà triệt để nhất để mà mình không có tiết mồ hôi nữa, đó là mình cắt cái hệ thần kinh khu chỗ này. Nhưng mà người ta cũng có nghiên cứu rằng là nếu mà mình cắt thì thật sự là nó có hiệu quả đó em. Tại vì nó không tiết mồ hôi nữa thì nó sẽ không có mùi. Nhưng mà sau đó đó, cái hậu quả sau đó đó là nó có thể tăng tiết mồ hôi ở những cái vị trí khác. Vậy cho em hỏi là ví dụ mà cắt như vậy thì nó có nguy hiểm gì không?
có một số người người ta tiết mồ hôi quá nhiều, người ta không có thể nào mà chịu đựng được. Đối với cái chuyện tiết mồ hôi này á, thì người ta cũng mong muốn là cắt để giống như triệt để luôn, không có tiết mồ hôi nữa. Nhưng mà giống như tụi em biết rồi, cái chuyện mà cắt tuyến mồ hôi đó là nó phải trải qua một cái quá trình phẫu thuật, thì nó sẽ ảnh hưởng tới nhiều cái, ví dụ như là có thể chảy máu nè, có thể tổn thương mô xung quanh nè. Có một số người người ta rất là sợ phẫu thuật, nghe tới chuyện phẫu thuật đó là người ta rất là hốt hoảng đó. Thành ra mình phải cân nhắc một cái nữa mà mình phải quan tâm, đó là sau khi mà mình cắt xong thì cái khu chỗ đó, đó là nó không tiết mồ hôi nữa, nhưng mà nó lại tăng tiết mồ hôi ở những cái vùng khác. Cắt hay không là tùy vào cái quyết định của cái người đó. Vậy cho em hỏi là cách mà để giảm mồ hôi trực tiếp trên cơ thể thì mình có thể thông qua việc mà ăn uống hay là thay đồ cho thoáng mát gì thì nó có hiệu quả không bác sĩ? Khi mà em thường xuyên đổ mồ hôi nè, em phải thay đồ thường xuyên. Rồi em giảm cái thời gian mà mồ hôi nó ở trên da thì cái hệ vi sinh vật nó sẽ không có biến đổi, nó không có làm nặng mùi. Em có thể ở trong cái môi trường mà nó thoáng mát. Nếu mà mình phải vận động mạnh á thì mình phải thường xuyên thay đồ, thay quần áo. Với lại có một số cái nữa đó là thức ăn á, chuyện thức ăn mình cũng phải để ý tới, tại vì có một số thức ăn nó sẽ làm cho cái mùi của mình nó nặng hơn. Ví dụ như là thức ăn cay, hành tỏi rồi gì đó. Đối với những người mà mùi nặng á thì mình có thể hạn chế ăn. Hay vậy là bác sĩ nói là ví dụ mình ăn hành hay ăn tỏi thì nó sẽ khiến cho cái mùi của mình nặng hơn đúng không bác sĩ? Ăn những cái mùi mà nó nặng mùi giống hành tỏi là đúng rồi, hoặc là thức ăn cay quá nó cũng sẽ gây cái mùi nặng hơn. Đó, thấy chưa? Suốt ngày ăn bánh tráng, ăn hành phi, tỏi phi không mà bảo sao mà mùi lúc nào cũng nặng. Tôi biết rồi, thì giờ ít ăn lại chứ sao. Dạ, dạo gần đây thì em đang thấy có một cái phương pháp là giải phẫu cái tuyến mồ hôi dưới vùng cánh tay á bác sĩ. Nhiều người nói là sau khi mà mình giải phẫu cái đó xong thì nó sẽ đỡ hôi hơn, thì không biết là nó có đúng như quảng cáo không bác sĩ? Thì cái tuyến mồ hôi của mình đó, nó muốn được tiết ra đó, ngoài cái chuyện mà giống như chị mới giải thích đó, nó còn ảnh hưởng của cái hệ thần kinh trên cơ thể của mình nữa. Quan trọng nhất đó là hệ thần kinh thực vật. Thì cái hệ thần kinh thực vật này, đặc biệt là ở cái vùng cánh tay, nó có một cái hệ thần kinh thực vật ở khu chỗ đó. Nếu như mà sau này mà bạn bè hay là gia đình của em có vấn đề về mồ hôi hay là mùi của cơ thể thì em sẽ nhờ đến sự tư vấn của bác sĩ nha. Đúng rồi, nếu mai mốt đó, có bạn bè, người thân, gia đình hoặc là bất kỳ ai nếu có vấn đề gì mà lo lắng về chuyện mồ hôi này, mùi cơ thể thì cứ alo bác sĩ nghe. Thôi, không học nữa. Đến giờ rồi. Yeah. Ê Winner, ông có thấy ổn không vậy? Cô Rosa với mẹ tôi đâu có cho chơi game đâu. Nếu mà mình lấy cớ là học hè xong mình chơi game, biết là đánh chết luôn á. Trời ơi, bà này cứ phải lo xa. Cái hội chị em đó là đi đâu chiều mới về cơ. Còn hôm nay này, tôi là tôi sẽ chỉ cho bà với cả bé Chi này một cái tựa game mới nha. Biết không? Biết rồi. Đẹp quá à. Nè anh, đi bên trái nè, đi bên phải. Đi bên phải là chết ha. Đi bên trái đó, anh không thấy hả? Từ từ, trời ơi, rung người ta như thế này rồi sao người ta chơi? Nè, đi bên trái, đi bên phải là chết đó, anh không thấy hả? Đi bên trái. Trời ơi, tôi không thấy gì hết trơn. Bà cứ lắc như thế này làm sao tôi thấy được. Đừng coi, người ta chơi nè. Đi bên phải. Đi bên trái chết đó. Tôi không thấy màn hình gì hết á, thấy mỗi cái mặt bà trong màn hình không à. Nhưng mà em không cơ sát chị làm sao em thấy được. Trời ơi, em nói mày là vô lý á. Người ta phải để xa ra như thế này này, người ta mới nhìn thấy chứ để như này làm sao mà thấy được. Để xa như vậy làm sao em thấy, để sát như vậy mới thấy nè. Đúng không chị? Trời ơi, em lại sai nữa. Người ta phải để xa như này người ta mới thấy đúng không? Hana. Tôi thì bây giờ mà tôi để gần tôi cũng không thấy, mà để xa vậy thì tôi cũng không thấy rõ. Nói chung là chơi thì chơi vậy chứ tôi cũng không thấy gì hết trơn á. Ủa? Gì kỳ vậy? Mẹ nói tụi mình chơi game nhiều sẽ bị cận. Có khi nào tụi mình bị cận hết rồi? Mẹ của tụi mình đâu có cho tụi mình chơi game đâu. Kiểu này mà mẹ mình biết hai đứa mình chơi game á, thế nào cũng đánh đòn cho mà coi. Mà đã vậy cắt kiến còn tốn tiền nữa chứ. Trời ơi, tôi nói hai người này lo xa lắm đó. Làm gì có cái chuyện mà bị cận thị một lượt ba người lận. Mà kể cả bây giờ mà có chăng nữa, tôi ấy cũng có cách để giải quyết cái chuyện này rồi. Anh dẫn tụi em đi khám hả? Đâu có, trời ơi, anh của em mà anh lại nghĩ ra những cái trò mà bình thường như vậy hả? Bây giờ anh có một cái cách nhá. Tôi có một cái cách là nó vừa tiết kiệm này, vừa thông minh, lại còn tiện lợi nữa.
Hai người chỉ cần cho tôi 2 ngày thôi. Tên 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 tên. Giới thiệu với hai người, đây là sản phẩm mới nhất mà Winner đã sáng chế ra. Nhờ cái này bây giờ ấy là chúng ta có thể tự đo này, khám mắt cho mình luôn. Yeah chưa? Nó cũng như cái chai bình thường thôi mà, có gì đâu sáng tạo. Nhìn nó như cái chai bình thường vậy thôi, chứ thật ra nó công hiệu lắm nha. Tôi đã sáng chế cái chai này để nó trở thành một cái kính đo thị lực á. Bây giờ tôi sẽ làm cho hai người coi. Nhìn vào cái tấm bảng đo thị lực kia đi. Thấy gì không anh? Chai đen thui vậy thấy gì được? Thật ra là cái này chỉ là bản mà nháp thôi, bản demo thôi, còn chưa bản hoàn chỉnh. Là cái này cơ, hiểu chưa? Cái này mới sợ là cái mà để tôi dùng. Nhìn này. Rồi có thấy cái gì không? Đứng đây thấy này. Đó. Đâu, cho em coi coi. Nè. Thấy không? Sao em không thấy gì hết vậy? À, em thấy rồi. Dễ ọt à. Tưởng gì? Nếu mà mình không thấy thì mình bỏ cái chai xuống, mình dí sát mặt vô, mà mình không thấy nữa thì mình dí nữa vô. Dễ ọt, cần gì phát minh. Trời ơi, vậy ai nói gì nữa? Để tôi nhìn nữa coi. Thấy không? Quá rõ ràng, sắp nét luôn, HD. Em không thấy một cái gì luôn, nó không rõ được một cái chữ gì luôn á. Cái gì kỳ vậy? Đưa đâu tôi coi coi coi. Thấy mà. Đâu cho em thử coi. Thôi bà ơi, tránh ra đây. Tôi coi coi nào. Trời ơi, nhìn lại đi coi. Không có thấy mà. Thấy chưa? Không rõ được một chữ gì luôn. Trời ơi, chứ mắt bà chứ làm sao chứ. Cái kính của tôi xịn như này làm sao mà không thấy được. Cái kính của tôi ấy là phải đeo lên này này, là một bên nắm này, một bên mở này mới coi được. Thì mắt của tôi hai con, tôi phải nhìn cái kiểu khác chứ. Đâu, đưa tôi thử lại coi. Không thấy một cái gì luôn á. Sao không thấy trời. Đưa đây. Đâu em thử coi. Em đưa đi chị thử lại coi, đi chị thử lại coi. Trời. Nè. Được không? Coi gì không? Đưa chị nhìn thử gì coi thử nhìn được không nha. Trời ơi, cái này là đuôi luôn rồi. Đuôi luôn rồi. Em đau mắt quá à. Em về em kiếm mẹ đây. Thôi. Bây giờ còn muốn mẹ đánh đòn nữa hay sao còn về kiếm mẹ nữa? Nhưng bây giờ mắt em hết thấy đường luôn. Bình thường chơi game đã khó rồi, mà bây giờ làm sao chơi game được nữa. Tôi cũng đau quá luôn rồi nè. Giờ đen thui luôn á. Mẹ tôi mà biết thế nào cuộc đời tôi cũng đen như mắt tôi coi. Thôi. Hai người ngồi yên. Ngồi yên đi. Đau mắt quá à. Bác sĩ ơi. Dạ, tụi con chào bác sĩ. Thì hiện tại là mắt của con á, nhìn gần thì con nhìn cũng không thấy, mà nhìn xa thì con nhìn cũng không rõ luôn. Còn em của con á, thì nhìn gần thì lại thấy, mà nhìn xa thì nhìn không rõ. Còn riêng về phần của con thì con nhìn xa lại nhìn thấy, mà nhìn gần lại không thấy. Thế bác có thể giải đáp cho bọn con biết là tại vì sao lại bị như thế và có cái phương pháp gì để điều trị được không ạ? Thì thật sự về mắt của bé này thì mắt của bé là thuộc về loạn thị. Còn em của con thì là bị cận thị. Còn em này thì là bị viễn thị. Thật sự những cái yếu tố như mắt cận, viễn hay loạn là nó liên quan tới cái trục nhãn cầu của mắt mình. Con đã kể và con sử dụng cái phương pháp đó là phương pháp đó không có đúng, nó phản khoa học. Cận thị có nghĩa là cái trục nhãn cầu của mình dài hơn so với bình thường. Thì khi mà ánh sáng hoặc là hình ảnh nó đi vô trong cái mắt mình, nó sẽ không nằm ở ngay cái võng mạc, cái đáy mắt của mình, mà nằm ở phía trước. Còn về mắt của con, mắt viễn thị cái mắt con, cái trục nhãn cầu nó ngắn, thì khi ánh sáng hình ảnh đi vô nó sẽ không nằm ở ngay cái đáy mắt mà nằm ở phía sau. Còn đối với mắt của con loạn thị nó làm khác nữa, là do cái độ cong giác mạc nó không đều, cho nên khi hình ảnh đi vô trong cái đáy mắt của mình nó sẽ không phải là một điểm mà nó nhiều điểm trên đáy mắt, cho nên hình ra xa gần con cũng đều nhìn không có được. Dạ. Vậy là cái tật khúc xạ hiện nay thì nó có phổ biến ở cái lứa tuổi học đường không bác sĩ, với lại nguyên nhân vì đâu ạ? Thật sự về cái tật khúc xạ tại độ tuổi học đường hiện tại rất là nhiều và phổ biến. Thì nguyên nhân chính chủ yếu là do các bé là, thứ nhất là về sử dụng các thiết bị TV, điện thoại, máy tính, hoặc là trong quá trình học tập thì các con học hành hoặc là sử dụng có dinh dưỡng không được hoặc nghỉ ngơi không có đầy đủ, thì khi đó nó sẽ dẫn tới mắt mình có cái độ cận viễn hoặc loạn.
Vậy thì các yếu tố dinh dưỡng nó có quan trọng trong quá trình mà mình điều trị mắt không bác sĩ? Cái yếu tố dinh dưỡng nó cũng góp một phần trong cái mắt của mình, thật sự nó không có làm cho mình hết độ. Nhưng mà khi mình có dinh dưỡng, có nghỉ ngơi thì cái mắt mình sẽ giữ cái độ ổn định. Thì về dinh dưỡng con có thể sử dụng qua chế độ ăn hoặc là uống. Thì uống thì mình sử dụng các vitamin A, omega 3, 6 hoặc là kẽm, vitamin E hay là vitamin C. Vậy ngoài điều trị ra bác sĩ, thì những bệnh về tật khúc xạ thì mình phải làm như thế nào để không liên quan với các bệnh về mắt? Thật sự về tật khúc xạ ban đầu thì mình sẽ dùng kính gọng để mình đeo. Từ mắt bị cận, bị viễn hoặc loạn các con đều có thể dùng kính gọng để đeo. Còn để về phương pháp phẫu thuật, thật sự cái phương pháp phẫu thuật đó tính đến là khi đó khi mình ra trường, mình đi làm, cái lúc đó thời điểm đó mình mổ sẽ thích hợp nhất. Tại lúc đó là cái cường độ làm việc mình có thể kiểm soát được, thì khi sau khi mình mổ mình sợ nhất hiện tượng tái cận. Rồi còn ngoài ra nếu mà mình có độ, mình không đeo kính, mình sợ nhất là biến chứng là mắt mình nó sẽ bị lên độ hoặc là mắt bị mở điều tiết. Nhưng cái lên độ nó không sợ bằng mắt mình không có đeo kính, rất dễ dàng hiện tượng nhược thị. Nhược thị có nghĩa là dù mình có đeo kính chỉnh nhưng nó không lên thị lực tối đa cho mình. Đó, mình sợ nhất là biến chứng đó. Con thấy bạn bè của con á, trong quá trình bị cận thị, loạn thị hay là viễn thị á, khi mà các bạn đeo kính á, mà các bạn gỡ kiến ra á bác, thì mắt của các bạn bị dại với bị đơ đơ á, thì bác có thể giải thích cho con là vì sao không ạ? Thật sự đeo kính thì mình không cần đòi hỏi phải đeo 24 giờ, trừ trường hợp các bạn bị độ cao quá thì phải đeo suốt. Cho nên thường đúng là mình sẽ đeo kính khi mình có điều tiết mắt. Tại cái khoảng mình điều tiết mắt trên cái trung bình từ nhìn, học tập, làm việc từ 30 phút trở lên là mình phải đeo kính. Tại lúc đó mình sẽ điều tiết mắt theo cái độ mình đang có. Còn nếu mà con cứ đeo 24 giờ thì lúc nào cái mắt mình cũng có cái kính chịu độ. Cho nên khi con bỏ ra cái mắt mình nó chưa có hoạt động, giống như chưa điều chỉnh từ cự lại, cái mắt mình nó sẽ hơi đơ đơ giống vậy, là nó chưa có làm việc. Thì mình sẽ nhắm mắt hoặc nghỉ chút xíu, bắt đầu nó thích nghi, bắt đầu nó điều chỉnh từ cự xa gần, thì mắt lúc đó bình thường. Cho nên thường ra mình không có đeo 24 giờ là vậy. Còn những cái bạn mà đeo len thường xuyên bác, thì mình cứ đeo như thế thì nó có ảnh hưởng về độ không ạ? Thật sự về đeo len các bạn đeo thường xuyên, nó có một cái tiện lợi mình có thể chơi thể thao. Nhưng đeo thật sự cũng không đeo 24 giờ, thật sự khi ngủ mình vẫn lấy ra. Tại vì cái sự trao đổi chất, trao đổi khí của mắt của mình bắt buộc mình phải lấy ra. Và ngoài ra cái chuyện đó là đeo nhiều nó có biến chứng gì, mình chỉ không có biến chứng gì hết. Nhưng mà khi đeo mình chắc là lấy ra hoặc lắp vô nó phải kỹ. Tại nếu không thì dễ bị viêm nhiễm mắt. Mình sợ nhất là cái biến chứng đó là bị viêm nhiễm mắt và sẹo giác mạc. Khi đó cái thị lực mình không được, nó nhìn không rõ, khi đó mình không có được luôn. Mà có loại sẹo giác mạc thì chỉ có bị nhiều quá thì lực sẽ giảm, chứ kể tới nó bị sẹo nhiều quá bắt buộc phải thay giác mạc, ghép giác mạc mới. Dạ, con cảm ơn bác sĩ vì đã tư vấn cho tụi con. Qua cái cuộc trò chuyện này thì con đã có thêm nhiều kiến thức về mắt. Nếu như sau này mà con hay là bạn bè gia đình con có bị vấn đề về mắt thì tụi con sẽ nhờ đến sự tư vấn của bác sĩ nha. Không những con, gia đình con và bạn bè con mà bất kỳ ai có bệnh lý liên quan về mắt thì cứ alo bác sĩ nghe. Làm gì mà đứng thơ thẩn mình vậy My? Ơi, tự nhiên tôi thấy ghen tị với ông Quỳnh quá à. Ông Quỳnh hả? Nó có người yêu đẹp trai ơi là đẹp trai luôn. Tôi ước gì tôi cũng có được người yêu giống như vậy ha. Thôi đi, bà nghĩ sao ba bà dữ dằn, khó tính muốn chết luôn. Ai cho bà yêu đương đâu mà mơ. Dạ, em chào bác sĩ. Bác sĩ ơi, cho con hỏi là mụn đầu đen như là mụn bọc á thì thường xuất hiện nhiều ở độ tuổi dậy thì từ 13 đến 18 tuổi là do nguyên nhân nào? Mụn á thì nó sẽ thường xuất hiện ở những cái trẻ dậy thì. Rồi, xong rồi. Làm sạch sẽ vệ sinh móng tay xong hết rồi. Bây giờ mình sẽ sơn móng để bảo vệ cái móng tay này nha. Cái gì vậy? Anh là đàn ông con trai mà tự nhiên sơn móng sơn miết làm chi? Cắt bình thường thôi rồi, anh phải con gái đâu. Thôi. Ok, không sơn nữa. Để em đắp mặt nạ tiếp cho anh nha. Hồi nãy em nói cái mặt nạ là rồi trong dưỡng da, rồi xong cái thứ hai là tẩy tế bào chết, còn thứ ba là còn cái gì nâng cơ gì nữa. Đúng rồi, bây giờ còn nâng cơ hai phu nữa. Cái gì? Dạ, hai phu nâng cơ lên mặt anh bị chảy xệ rồi. Rồi. Trả lại em nè. Đó nè, đó. Đắp đi. Giờ chào bác sĩ. Chào tụi em.